Trời ơi, như một model. Thời gian 3 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Thì anh xin phép sẽ nói được nỗi lòng của mình. Từ lần đầu được nhìn thấy hình ảnh của em đến khi được nghe về câu chuyện, cũng như là biết được hơn về những cái điểm đặc biệt của em, anh cảm thấy là mình đã tìm được chân ái của đời mình. Anh có thể xin phép được nắm tay em được không? Tại vì anh nghĩ lời nói thì cũng chỉ là lời nói thôi. Nó không thể nào mà trải hết được cái lòng của mình ra mà một thời gian ngắn như thế này được. Anh muốn em hiểu anh nhiều hơn. Anh mong rằng sau chương trình này anh có được gia đình của em chọn hay là không, anh vẫn mong sẽ được gặp em ở một bãi giữ xe nào đó gần đây để chúng ta có thể có những cái giây phút khác nữa để hiểu nhau nhiều hơn em nhé. Chúc cho em sẽ xuất sắc hơn và sắc bén hơn trong phần trình báo vật cùng với mẹ của mình. Một tràng vỗ tay để gặp gỡ lại Vinh trong ít phút nữa. Bao cao su tam thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tam thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.